năm con giáp nữ có số trời định, phải trải qua hai lần đò thì mới mong có được cái hạnh phúc thật sự. À, thưa quý vị, có câu nói phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp, giỏi giang thì cũng không bằng may mắn. Quả thật, câu nói ấy không sai, bởi lấy chồng là một trong những cái chuyện trọng đại của người phụ nữ. Quý vị thân mến, sinh ra ấy, là người phụ nữ thì ai cũng mong muốn được may mắn trên cái con đường tình duyên, lấy được một người đàn ông tốt để xây dựng một cái mái ấm thật sự, là cái nơi để gửi gắm và vun vén cái hạnh phúc cuộc sống về sau. Các cụ vẫn nói phận là do người tạo, nhưng mà duyên ấy thì lại do trời định. Mà đôi khi thì người tính không bằng trời tính. Vậy nên dù một số con giáp nữ ấy, rất là thông minh, giỏi giang, xinh đẹp, nhưng lại phải chịu cái cảnh là lận đận trong chuyện tình duyên, thậm chí là phải trải qua ít nhất 1-2 lần đổ vỡ trong chuyện hôn nhân. Một trong những cái điều được coi là thất bại lớn nhất trong cuộc đời của người phụ nữ, những con giáp này thường phải trải qua ít nhất 2 lần đò thì mới mong tìm được cái bến đỗ thực sự của cuộc đời. Liệu quý vị có nằm trong những con giáp này hay không? Vậy thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu, chiêm nghiệm và xem đó là những con giáp nào nhé. Thưa quý vị, con giáp đầu tiên mà chúng ta nhắc đến thường chịu cảnh hai lần đò đó là những người tuổi Dần. Quý vị thân mến, theo cái học thuyết Can Chi, tuổi Dần kết hợp với năm can tạo thành năm tuổi, bao gồm Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần, Canh Dần và Nhâm Dần, đúng không ạ? Nói chung ấy, trong năm tuổi này thì có đến 4 tuổi bị coi là xấu. Nhưng theo dân gian truyền tụng ấy thì gì? Canh cô mậu quả hay là trai đinh nhâm quý thì tài, gái đinh nhâm quý thì hai lần đò. Từ cái quan niệm này mà trải qua nhiều cái thế hệ đến nay, nó vẫn còn có rất nhiều người tin con gái tuổi Dần là cao số, nhân duyên thì lận đận, cuộc đời thì phải trải qua nhiều cái chuyện chân chuyên. Đó. Theo thuyết âm dương ngũ hành thì mậu canh nhâm đều là thuộc hành dương. Đó. Thì người tuổi Dần, Dần là cũng thuộc chi dương. Đó. Nên là đối với đấng nam nhi thì là tốt. Còn nếu mà nữ mạng mà mang cả dương can lẫn dương chi thì có xu hướng giống đàn ông, được cho là kết hôn ấy sẽ lấn át chồng, nhất là những người chồng mà sinh vào những năm âm như là tuổi Sửu, đúng không ạ? Tuổi Sửu, tuổi Mão, tuổi Tỵ, tuổi Mùi và tuổi Dậu, kiểu như vậy đấy. Hay đa phần con gái tuổi Dần ấy thì đều có ước mơ và có hoài bão lớn lao. Họ thuộc tiếp người có chí tiến thủ cao, luôn phấn đấu hết sức mình để đạt được cái mục tiêu. Phụ nữ tuổi Dần có phong cách là khá là gì? Khẳng khái, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, đồng thời cũng mang một cái trái tim nhân hậu và cái tấm lòng rộng mở. Những cô gái cầm tinh con hổ có ý thức độc lập và bản lĩnh rất là cao. Trong công việc cũng như là trong cuộc sống thì thường giữ cái cương vị lãnh đạo. Họ không thích cái cảm giác bị người khác lãnh đạo hay là gì? Dẫn dắt mình. Chính vì quá mạnh mẽ và quyết đoán nên con gái tuổi Dần ấy cũng dễ rơi vào cái tình trạng là cố chấp, ít khi chịu tiếp thu và lắng nghe theo ý kiến từ những người xung quanh. Họ thích làm việc lớn để đạt được cái hoài bão, thích điều phối mọi người theo cái ý của mình. Đấy. Mặc dù bị cho là cao số hoặc là qua hai lần đò, nếu mà kết hôn ấy, nhưng rõ ràng ấy, vẫn có rất nhiều người phụ nữ tuổi Dần đã lấy chồng và duy trì cái cuộc sống hôn nhân rất là êm ấm, hạnh phúc ngay từ đầu. Gia đình thì cũng ít có chuyện cãi vã, mọi việc thì êm xuôi. Thưa quý vị, phụ nữ tuổi Dần mặc dù bản tính rất tốt nhưng lại thiếu đi cái sự khéo léo, hơi bốc đồng và khá là bảo thủ. Nên trong chuyện hôn nhân ấy, vợ chồng hay xảy ra những cái mâu thuẫn vụn vặt. Nhưng mà từ những cái cãi vã nhỏ có thể tích lũy dần dần rồi sẽ bột phát. Nếu không biết kiềm chế rất dễ là dẫn đến cảnh ly tán. Sau cuộc đổ vỡ này thì phụ nữ tuổi Dần sau đó sẽ điều chỉnh lại cái trạng thái của mình, rút ra cái kinh nghiệm và học cách khống chế cái tôi của mình, bao dung hơn với người khác.
Nếu mà kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ càng thêm trân trọng cái tình cảm đó và hiểu được cái cách xử sự trong cuộc sống gia đình. Cuộc sống hai người nhờ đó mà sẽ được hạnh phúc hơn. Cái điều này cho thấy con gái tuổi Dần cao số mang tính chất một cái định kiến, bởi có rất nhiều yếu tố nó chi phối tác động đến cái cuộc hôn nhân, hay là gì, nhiều vấn đề khác trong cuộc sống của phụ nữ tuổi Dần. Nếu các bạn đang làm quen theo đuổi một cô gái tuổi Dần nhưng mà chưa biết làm thế nào để chinh phục được cô ấy, hay là biết mình có thực sự phù hợp với cô ấy hay không ấy, thì hãy theo dõi những cái đặc trưng xoay quanh của một cô gái tuổi Dần để có câu trả lời tốt nhất. Thưa quý vị, vậy nên để cái cuộc tình duyên của mình nó không bị lận đận và đồng thời nó thâu thu thêm cái may mắn, thêm cái tài lộc cho những người tuổi Dần, thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp hai lần đò đầu tiên. Đó. Tiếp theo con giáp thứ hai mà dễ bị trải qua hai lần đò thì đó chính là những người tuổi Ngọ. Kính thưa quý vị, con người của những người tuổi Ngọ, đặc biệt là phụ nữ tuổi Ngọ, là những người tràn đầy năng lượng và sức sống. Họ là những người phụ nữ thường xuyên tỏa sáng trong công việc, có con mắt thẩm mỹ cao, khả năng thích ứng với môi trường mới nhanh, đứng đầu trong 12 con giáp về cái chí tiến thủ. Đồng thời, những người tuổi Ngọ lại thích khám phá những cái lĩnh vực mới. Cũng chính vì vậy mà lần đầu kết hôn ấy thì họ khó tránh khỏi những cái bấp bênh trong cái chuyện tình cảm, khiến cho gì? Chồng chán nản rời bỏ họ. Phụ nữ tuổi Ngọ nổi tiếng trong 12 con giáp là những người khó chinh phục vì họ bất kham, cá tính mạnh mẽ và yêu cầu cao của cái người tuổi Ngọ ấy, khiến cho họ không thể tìm được những người bạn đời ưng ý. Không chỉ vậy, cái ý chí độc lập mạnh mẽ vừa là cái điểm mạnh và cũng là cái điểm yếu khiến cho họ phải rèn luyện và bồi dưỡng mình ngày càng tốt hơn thì mới có thể thành công trong sự nghiệp. Tính tình của những người tuổi Ngọ thì phóng khoáng, rộng rãi, khả năng hành động và tư duy rất là nhanh nhẹn. Phụ nữ tuổi Ngọ thì yêu thích tự do, luôn tích cực trong mọi việc, trong cuộc sống, trong công việc hoặc là trong chuyện tình cảm ấy, thì những người tuổi Ngọ có ý chí phấn đấu, không chịu đầu hàng và luôn muốn nắm được cái chủ quyền, quyền chủ động ấy, đi trước một bước trong tất cả mọi người. Phần lớn phụ nữ tuổi Ngọ thì có thể lực và cái sức khỏe tốt. Họ tràn trề cái sức sống và tỏa ra cái năng lượng tích cực bất cứ nơi nào mà họ xuất hiện. Phụ nữ tuổi Ngọ có khả năng gọi là gì, quảng giao rất là tốt. Họ dễ dàng sống hòa thuận với mọi người và luôn để lại cái ấn tượng tốt đẹp trong lòng những người khác. Bên cạnh đó, nói chung ấy, những người tuổi Ngọ ấy, phụ nữ tuổi Ngọ ấy, họ khá coi trọng cái sự nghiệp. Xuất phát từ cái việc họ coi rằng có giá trị của bản thân ấy, có địa vị, có sự nghiệp thì họ sẽ chủ động được trong cuộc sống nhiều hơn. Tuy nhiên, cái sự nóng tính và thích làm theo cái ý mình là cái nhược điểm khiến cho những người tuổi Ngọ chưa thể chạm tay vào cái ước mơ mà họ muốn. Bởi vậy, muốn tìm được một cái bến đỗ bình yên, đồng thời phát triển cái sự nghiệp được ổn định, thì những người tuổi Ngọ cần phải có kế hoạch rõ ràng, hiểu thấu được cái điểm mạnh và điểm yếu của mình, không ngừng khắc phục những cái điểm yếu còn tồn tại. Mặc dù phải trải qua nhiều cái thử thách thì những người tuổi Ngọ mới có thể trưởng thành và ổn định về cái mặt tính cách, nhưng không phủ nhận là họ luôn được may mắn đi theo. Cho nên họ đi đúng cái con đường của mình, chăm chỉ thì sẽ gặt hái được nhiều cái thành quả tốt. Bên cạnh đó, phụ nữ tuổi Ngọ kết hôn lần thứ hai ấy, thì đã trưởng thành hơn rất nhiều. Yêu cầu của họ đối với cái nửa kia ấy, cũng được điều chỉnh chút ít, giúp họ tìm được cái đối tượng thích hợp, hạnh phúc gia đình. Nhờ đó mà gì, hai bên cũng trở nên là viên mãn và hạnh phúc hơn. Vậy nên để hóa giải không bị cái tan vỡ nữa, để giúp gia đình được hòa thuận, công việc được hanh thông thuận lợi, thì những người tuổi Ngọ ấy, hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất.
Khi mang theo vòng tăng hộ quý nhân bên mình thì nó sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát, những thị phi, những hạn tiểu nhân hãm hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đúng. Bên cạnh đó, vòng còn sẽ giúp thì hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp tình cảm vợ chồng và tăng cường cái vận nhân duyên với những người độc thân. Đấy. Giúp mở rộng các mối quan hệ và mang lại nhiều cơ hội làm ăn kinh doanh cho mình. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. Đó là con giáp thứ hai mà dễ bị chịu cảnh hay lần đò, đúng không ạ? Tiếp theo, con giáp thứ ba dễ bị cảnh hai lần đò, đó là những người tuổi Mùi. Kính thưa quý vị, phụ nữ tuổi Mùi nổi tiếng hòa đồng và cần cù trong cái công việc. Họ cũng là những người chú trọng đến cái hiệu quả công việc, nên là không ngừng làm mới bản thân mình và tích cực trau dồi kinh nghiệm. Được mọi người đón nhận bởi cái tầm nhìn độc đáo, phụ nữ tuổi Mùi rất biết cách ứng xử. Họ thì âm thầm cố gắng mà không phô trương. Nhờ đó họ nhận được cái sự yêu mến của mọi người xung quanh. Dù công việc có bận rộn ra sao thì đối với phụ nữ tuổi Mùi, đó là một phần của cuộc sống. Phần nhỏ này sẽ là tiền đề để tạo dựng nên một cái mục tiêu lớn lao hơn trong cái định hướng mà họ hướng đến. Đó chính là gì? Gia đình. Bởi vậy, ngay từ những năm tháng còn trẻ, phụ nữ tuổi Mùi rất chăm chỉ. Họ không ngừng sáng tạo và khao khát thành công trong cái sự nghiệp. Điều đó sẽ tạo nên cái nguồn tài chính dồi dào, giúp họ không lo lắng về những cái năm tháng về sau. Hơn nữa, phụ nữ tuổi Mùi thích chăm sóc gia đình. Họ luôn dành phần lớn thời gian để chăm sóc con cái. Họ tựa như là những người bạn đồng hành cùng con, trao cho con những cái môi trường phát triển rất là tốt. Nhìn chung ấy, những năm tháng hậu vận thì phụ nữ tuổi Mùi sẽ hưởng cái cuộc sống thanh nhàn, dư giả, ấm áp, vui vẻ bên con cháu. Những người phụ nữ tuổi Mùi thì thường rất nhạy cảm. Họ thường rất trân trọng cái mối tình duyên trước mắt của mình, nhưng mà cũng không nỡ từ bỏ cái mối tình bên cạnh. Đối với tình yêu ấy, thì họ yêu cầu cái sự hoàn mỹ. Vì vậy, hôn nhân của những người tuổi Mùi sẽ gặp rất nhiều cái sóng gió. Đúng không? Với các con giáp khác, họ thích lãng mạn. Vì thế, nếu cuộc sống hôn nhân không được như lúc yêu ấy, hay là gì, việc đối phương lạnh nhạt với mình sẽ làm cho các cô nàng tuổi Mùi ấy, không chịu đựng được. Những cái lần cãi vã với chồng sẽ làm cho họ bị tổn thương. Cuối cùng thì sẽ dẫn đến cái quyết định là ly hôn. Cuộc hôn nhân thứ hai sẽ giúp cho những người tuổi Mùi có được những điều họ muốn. Không chỉ được yêu thương, chiều chuộng, mà tiền tài thì cũng tự khắc đến với họ trong cuộc hôn nhân mới này. Đó. Vậy nên để hóa giải và để giúp cho các cặp vợ chồng hạnh phúc hơn, hòa hợp các mối quan hệ trong cái chuyện hạnh phúc vợ chồng và hóa giải những xung khắc thị phi, thì những người tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hòa hợp tình cảm vợ chồng và tăng cái vận nhân duyên cho những người độc thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi. Đó là con giáp thứ ba, đúng không? Thứ ba. Tiếp theo, con giáp thứ tư dễ phải trải qua hai lần đò, thì đó chính là những người tuổi Mão. Quý vị thân mến, phụ nữ tuổi Mão thì luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ những người khác mà không nghĩ tới cái sự trả ơn. Họ luôn cảm thông và biết chia sẻ cái nỗi đau khổ của người khác. Những người tuổi Mão rất thích ăn diện, đặc biệt họ còn có thể ngồi hàng giờ trước gương để trang điểm. Những người tuổi Mão thì nói chung ấy không thích tranh đấu, ưa cái lối sống bình yên, ít thăng trầm. Đó. Mặc dù họ đối xử tốt với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng lại giữ khoảng cách khá là xa với những người thân. Đôi khi ấy, không thích có gia đình.
không thích gánh vác những trách nhiệm trong gia đình. Phụ nữ tuổi Mão mặc dù là rất nhạy cảm, tinh tế trong cái chuyện tình cảm và rất trân trọng cái mối tình duyên trước mắt, nhưng lần đầu bước vào cái cuộc sống hôn nhân, có lẽ do tuổi trẻ mà họ chỉ chú trọng vào trong cái tình yêu mà quên đi cái cuộc sống gia đình. Cho nên với cái khả năng va vấp trong cái hôn nhân ấy lớn hơn hẳn những con giáp khác. Và khi kết hôn lần thứ hai thì những người tuổi Mão sẽ thận trọng hơn trong cái việc tìm kiếm cái nửa kia, cố gắng tìm một người đàn ông thích hợp hơn. Đồng thời, trải qua cái thời gian thì họ cũng đã trở nên trưởng thành hơn, có thể níu giữ được trái tim của chồng mình. Nhờ thế mà hai bên sẽ giữ được cái không khí hòa thuận, ngay cả cái việc làm ăn thì cũng vô cùng là thuận lợi và hanh thông. Đó. Vậy nên để tránh cái chuyện tan vỡ trong hôn nhân ấy, và để giúp vợ chồng được hòa hợp, hòa thuận hơn, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Ở vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp dễ phải trải qua hai lần đò. Con giáp thứ tư là những người tuổi Mão. Và con giáp thứ năm mà cũng sẽ dễ phải trải qua hai lần đò, đó chính là những người tuổi, những người tuổi Thìn. À, thưa quý vị, phụ nữ tuổi Thìn có khả năng kiềm chế cái cảm xúc rất là tốt. Họ vững vàng và rất là thực tế trong mọi chuyện. Cái điều này không chỉ khiến cho những người xung quanh yên tâm, mà bản thân họ cũng sẽ đạt được nhiều cái thành quả nhờ cái phẩm chất này. Khi còn trẻ thì họ luôn bận rộn với công việc và ít có thời gian để thư giãn. Phụ nữ tuổi Thìn thì cũng được xếp vào danh sách những con giáp cần cù nhất. Họ không bao giờ lơ là công việc hay là gì? Chăm sóc gia đình. Dù cuộc sống có lúc khó khăn hoặc là hai vợ chồng có những tranh cãi bất đồng, thì phụ nữ tuổi Thìn cũng luôn nghĩ về gia đình và vun vén cái tổ ấm. Đối với họ, việc phát triển của con cái cũng rất quan trọng. Họ muốn con họ phát triển trong một cái môi trường toàn diện và ấm áp. Ở đó, tâm hồn của con có thể sẽ được nuôi dưỡng lành mạnh, lớn lên sẽ trở thành một người có ích cho xã hội. Quan trọng hơn, họ mong muốn con cái sẽ thành tài và có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những năm tháng sau này thì phụ nữ tuổi Thìn sẽ được hưởng cái cuộc sống như ý, bởi tất cả những cái nỗ lực thời thanh xuân của họ cũng sẽ được trời xanh hồi đáp. Chất lượng cuộc sống thì cũng ngày càng được cải thiện và con cái thì cũng tài giỏi. Nói chung ấy, những người phụ nữ tuổi Thìn đánh giá cao cái giá trị bản thân và hơi có xu hướng là ganh đua với đối phương. Vì thế, trong cuộc sống gia đình ấy, thì đôi khi phụ nữ tuổi Thìn không dễ gì mà cúi đầu trước chồng. Lần đầu kết hôn ấy cũng do cãi vã không ngừng mà rất dễ đường ai nấy đi. Nếu kết hôn lần thứ hai thì họ sẽ được người chồng có quan điểm phù hợp hơn, khiến cho họ cảm thấy là gì, mình được tôn trọng, thỏa mãn được cái tính hiếu thắng của phụ nữ tuổi Thìn. Phụ nữ tuổi Thìn trong tình yêu thì rất bị động, nên là người đàn ông mà lựa chọn những người tuổi Thìn ấy đã từng kết hôn ấy, thì sẽ rất hiểu họ và gì bị cái bản tính tốt đẹp của họ làm cho cảm động. Tình yêu giữa hai người nhờ thế mà sâu sắc, trầm lắng, hòa hợp cả về tình cảm lẫn về kinh tế, khiến cho họ không cần phải gì lo nghĩ buồn phiền trong chuyện này nữa. Đấy. Vậy nên để hóa giải cái xung khắc trong gia đình ấy, thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp dễ phải trải qua hai lần đò. Đó. Con giáp đầu tiên thì đó chính là những người tuổi Dần. Thứ hai, tuổi Ngọ. Thứ ba, tuổi Mùi. Thứ tư, tuổi Mão. Và thứ năm là tuổi Thìn. Đây là 5 con giáp dễ phải trải qua hai lần đò thì mới mong tìm được cái bến bờ hạnh phúc thật sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.